Nói với lòng tự tin, can đảm. Một vị A-chan trước kia là đệ tử cao niên của ngài Fra A-chan Môn thuật rằng dưới sự hướng dẫn của ngài A-chan Môn, một buổi họp của các vị tỳ khưu và Sammanera dù đông đảo thế nào trông cũng như cuộc họp của các vị đã được tẩy sạch ô nhiễm. Không bao giờ có lời nói hay cử chỉ thiếu kiểm soát. Tất cả đều từ tốn và trầm tĩnh ở nơi các ngài cư ngụ cũng như trong buổi họp. Tác phong của các vị này hoàn toàn thanh nhã và rất cảm kích, có thể dễ dàng làm cho người ta nghĩ rằng tất cả đều là những vị A-la-hán. Nếu không nghe những câu hỏi mà các ngài nêu lên với ngài A-chan về những kinh nghiệm trong khi hành thiền. Từ những câu mỗi vị nêu lên bạch hỏi ngài A-chan liên quan đến thiền định và thiền tuệ, ta có thể phỏng đoán mức tiến bộ của các ngài, từ tuệ giác mức sơ đẳng đến cao cấp. Dù trong lúc giải đáp thắc mắc hay giảng dạy cho các vị tỳ khưu, ngài Fra A-chan Môn đều nói một cách rõ ràng, quả quyết và tự tin, đảm bảo cho các vị đệ tử rằng giáo pháp mà ngài dạy là chính ngài tự mình chứng ngộ, chứ không phải là pháp của người phỏng đoán hay tưởng tượng. Sự đảm bảo không thành lời cho người nghe của ngài là nếu họ kiên trì, nỗ lực theo cách ngài đã chỉ dạy, một ngày kia họ cũng có thể chứng ngộ giáo pháp như ngài. Lời dạy của ngài thường thay đổi để phù hợp với trình độ thành đạo của người nghe, những vị tỳ khưu, Sammanera hay thiện tín. Ngài giải thích với nhiều chi tiết để họ dễ nhớ và áp dụng thực hành. Đặc biệt, đối với những người tại gia cư sĩ, ngài giảng về phương pháp thích hợp với họ, bố thí, trì giới và trau dồi tâm. Ngài dạy rằng ba pháp này là nền tảng để được tái sanh vào cảnh người và cũng là để có được cuộc đời theo Phật Pháp. Mỗi người đều đã tích được ít nhất là một trong ba nhân này trong những kiếp quá khứ. Nếu không thì không thể có thân người và tái sanh vào cảnh người. Bố thí, Dana, là biểu hiện đầu tiên của con người cao thượng, động lòng trắc ẩn xót thương những người hay những con vật thấp kém hơn mình. Có thể bố thí dưới hình thức tiền bạc hoặc của cải, hoặc bằng cách chỉ bảo hay khuyên dạy những kiến thức tôn giáo, gọi là pháp thí. Nơi đây, bố thí phải được thể hiện mà không mong chờ đợi được đền ơn đáp nghĩa, ngoại trừ được đền đáp bằng chính nghiệp lành mà mình đã tạo, vốn là cái tâm được tác ý bất vụ lợi. Một sắc thái khác của tâm bố thí là khoan dung, tha thứ người hành động sai lầm với mình. Người hoan hỷ bố thí dưới nhiều hình thức khác nhau kể trên, dù diện mạo đẹp xấu thế nào, cũng được mến thương, kính mộ trong xã hội. Người ấy được người và trời, chư thiên trên quả địa cầu và các cảnh trời quý mến. Dù đi đâu, người ấy cũng không ở trong cảnh không được ai cứu giúp. Trong cảnh người, rõ ràng là một người được trang bị với thiện tâm bố thí như vậy, có thể được gọi là tự trang sức theo đúng thời trang tân tiến và là niềm vui cho tất cả mọi người. Người giàu sang mà có tính hà tiện cũng còn trông mong một tấm lòng quảng đại bố thí, nói chi đến hạng người không được ai giúp đỡ. Người có thói quen bố thí nhờ nghiệp lành đã tạo, dù sống trong cảnh giới nào cũng không bao giờ thiếu thốn. Tâm quảng đại bố thí giúp nuôi dưỡng và bảo trì xã hội loài người, làm cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa và hứa hẹn. Thiếu lòng quảng đại, thế gian sẽ sớm trở thành hoang vắng và cằn cỗi. Do đó, tấm lòng bố thí quả thật quan trọng cho mình và cho người khác. Nói cách khác, một tâm hồn mà chưa bao giờ được lòng quảng đại bố thí rung động,
chắc chắn sẽ khô cằn và trở nên sầu muộn vì không thấm nhuần giáo pháp chút nào. Giới Sila là hàng rào bảo vệ đời sống và sở hữu, giúp con người sống an lành và hạnh phúc, vừa là biện pháp ngăn ngừa không để người này làm tổn thương hay chạnh lòng người khác. Đây cũng là một cách khác để trau dồi tâm cao thượng. Một người mà không được một loại hay mức độ đạo đức nào kiềm chế thì cũng giống như ngọn lửa hung tợn, tàn phá xã hội mà người ấy đang sống. Khi phần đông mọi người chuyển sang hành động mà không được kiềm chế bởi giới, thử tưởng tượng lửa cháy do tội ác và hung bạo có thể thiêu rụi thế gian như thế nào, hủy diệt dân chúng và làm tiêu tan nhà cửa, ruộng đất thế nào. Thế gian có thể phát triển vật chất cho đến khi có thể tự chôn mình dưới đống máy móc thiết bị phục vụ cho tiện nghi vật chất, nhưng cũng có thể tự thiêu vì lãng quên giới luật. Điều này có khả năng tạo tia nóng có sức phá hoại tàn khốc hơn sức nóng của nhiều mặt trời hợp lại. Không bao giờ có thể thanh bình an lạc trong một thế gian quý trọng vật chất hơn là giới luật. Đức Phật, bậc siêu nhân giữa nhân loại, được trang bị hoàn toàn với giới luật mà Ngài gọi là trang sức của Ngài. Trang sức này Ngài từ bi trao truyền lại cho thế gian nhằm điểm trang và nâng cao phẩm giá của phần tâm linh. Tự chính bản thân tự nhiên của nó, một cái tâm mà rung động dưới năng lực của ô nhiễm, phát tủa ra sức nóng tự thiêu đốt mình và thiêu đốt người khác. Thiếu sự tiết chế của giới luật, hay càng tệ hại hơn, với khuynh hướng xấu xa nhằm dưỡng nuôi và thoa dịu ô nhiễm, lẽ dĩ nhiên thế gian sẽ sớm thành một hỏa ngục, trong đó con người là nạn nhân của thú dữ hay quái vật chính mình tạo ra. Đó là số phận không thể tránh đang chờ đợi thế giới nào cho phép ô nhiễm chi phối mình. Ngược lại với thế gian mà thận trọng lưu tâm đến giáo huấn của Đức Phật, những lời dạy đượm từ bi luôn luôn ban giải những rung động từ ái an lành đến tất cả những ai quan tâm và can đảm đi theo. Người Phật tử phải cân nhắc sự khác biệt này để có thể làm suy giảm năng lực của ô nhiễm, nếu chưa thể diệt hẳn. Giới luật cũng giống như thuốc để trị một chứng bệnh truyền nhiễm và kinh niên. Ít nhất trong vài trường hợp, món thuốc này có thể chặn đứng bệnh, hay may ra trong những trường hợp khác có thể hoàn toàn chữa trị. Chính tác giả cũng lấy làm cảm kích và thích thú lắng nghe bài pháp về giới luật này. Và sau khi nghe, càng cương quyết nghiêm trì những giới của người cư sĩ, quên hẳn rằng mình đã thọ giới tỳ khưu, vốn rộng rãi, bao quát hơn. Lòng hoan hỷ vui sướng ngập tràn. Điều này cũng hé lộ một sự thật ở khía cạnh khác. Người đã bị thôi miên bằng những lời khuyến dụ để hành ác cũng sẽ nhiệt thành tuân hành theo như vậy. Vì lẽ ấy, tư tưởng của con người cần phải luôn luôn được con mắt của niệm và tuệ theo dõi tỉ mỉ để kịp thời phát hiện bản chất của nó và đối phó một cách phù hợp. Trau dồi tâm, thiền tập là phương pháp luyện tập tâm để chấp nhận lẽ phải của giáo pháp, để hiểu biết phương pháp đối phó phù hợp với nó và các hoàn cảnh khác nhau, và để ngăn ngừa không để tâm lâm vào tình trạng vô kỷ luật và khuấy động, chạy loạn. Nhờ phương pháp trau dồi này, một cái tâm chưa được rèn luyện có thể lắng dịu và thuần hóa để cho ta kiểm soát, làm cho chính nó được thanh bình, an lạc. Một cái tâm chưa được rèn luyện cũng tựa hồ như ngựa hoang hay một loài thú hoang nào khác chưa được thuần hóa, không thể làm việc lợi ích cho chủ. Trau dồi tâm chính xác là thế này, là phát triển hay nâng cao phẩm giá, chẳng cho gì khác hơn
là chính cái tâm của mình, là giúp cho tâm có khả năng hoạt động đúng đắn trong mọi việc mà nó được đặt vào, dù đó là việc thô hay tế, nhỏ hay lớn, bên trong hay bên ngoài. Người dấn thân vào con đường trau dồi tâm cũng có khuynh hướng thận trọng, cân nhắc một cách tỉ mỉ và điềm tĩnh trước khi làm việc gì. Điều này giúp tránh khỏi nhầm lẫn và hư hao, tránh hiểm họa và những hậu quả bất lợi có thể đến với ta và với kẻ khác. Tâm được trau dồi và phát triển, do đó có thể gặt hái nhiều lợi ích trong hiện tại và tương lai. Cái gì cần làm, cần phải làm tốt đẹp, không cầu thả hoặc nửa vời, mà phải tận tình viên mãn. Trau dồi tâm vốn là khả năng tự chế ngự mình cho phù hợp với định luật nhân quả và công bằng, cũng có nghĩa là tự trị. Trong khi tuân hành theo một định luật như vậy, không có thành kiến hoặc tình cảm riêng tư như ưa thích hay ghét bỏ xen lẫn vào việc xét đoán của một người. Có nhiều người sa ngã theo thành kiến cá nhân, hiểu biết sai lầm và về sau phải ăn năn hối tiếc những quyết định của mình. Càng sớm quay về tự kiểm soát, tự quản trị, nỗi niềm hối tiếc của họ càng ít cay đắng. Vì thế, pháp trau dồi tâm có thể giúp phản ứng chống lại thành kiến và quyết định hấp tấp của chính mình, nhờ đó giữ mình luôn vững vàng trên chánh đạo. Pháp này không tránh khỏi những khó khăn của nó, vì đó chính là tự kiểm soát, tự khép cái tâm loạn động như con khỉ vào kỷ cương. Đó là đối nghịch dữ dội giữa bản chất tự nhiên của con khỉ và tâm. Trau dồi tâm không phải gì khác hơn là tự quan sát tâm của mình. Đó là dùng chú niệm sati quan sát cái tâm chập chờn và luôn luôn nhảy nhót. Để thiết lập niệm, ta dùng một đề tài quán niệm, một bài kinh thường đọc tụng nào đó. Những chữ như Buddha, Dhamma, Sangha, Phật, Pháp, Tăng thường được dùng như từ để niệm. Những bộ phận trong cơ thể như tóc, lông, móng, răng hay da, hoặc suy niệm về sự chết. Những chữ để niệm dùng riêng từng chữ hay từng nhóm bằng cách đọc xuôi rồi đọc ngược. Nơi đây phải hết sức cố gắng an trụ tâm vào đề mục đã chọn. Do đó thành ngữ tận lực chuyên cần để chỉ tình trạng cố gắng liên tục và không gián đoạn ấy. Khi tâm có thể an trụ vào đề mục mà bản chất tự nhiên không gây ảnh hưởng có hại đến một cái tâm chưa được rèn luyện, hành giả cảm thấy vô cùng thoải mái trong trạng thái thanh bình an lạc. Khi mức độ thoải mái an lạc đã đủ để giữ vững tâm trong trạng thái an trụ, thì đề mục được dùng trước kia để gom tâm không cần thiết nữa. Vì đến đây, tâm có đủ khả năng tự mình duy trì và gom rút vào trạng thái tĩnh lặng bên trong nhập định. Sau một thời gian, tâm sẽ trở lại mức độ cũ, xuất định. Hành giả được khuyên lặp đi lặp lại tiến trình này nhằm làm cho tâm thường an lạc, cho đến khi cảm thấy rằng mình ở trong nhà của mình và có thể ra vào trạng thái ấy như ý muốn. Đến mức thành tựu như thế này, cái tâm mà trước kia là nạn nhân của những ảnh hưởng xấu xa, tội lỗi có thể dần dần tách ra khỏi đó và sẽ tự ý đảm trách nhiệm vụ của mình. Chừng đó, để tâm vào khuôn khổ sẽ cần ít sự ép buộc hơn. Trau dồi tâm là chữa bệnh tâm loạn. Có thể có một số độc giả, nhất là thiện tín cư sĩ tại gia, nản lòng khi phải tu tập theo phương pháp trau dồi tâm. Người cư sĩ thường than phiền rằng họ không đủ thì giờ để kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình. Rõ ràng là không thể tìm được thời gian hành thiền mà không tổn hại đến bổn phận kế cận nhất theo cách này hay cách khác.
và họ mãn nguyện với lối giải thích ấy để tự an ủi. Nói thật thì, những lời than phiền như vậy của người cư sĩ thông thường gây thiệt hại và suy thoái cho họ, trừ khi họ sửa sai thái độ. Trau dồi tâm là phương pháp chữa trị cho những khổ đau tinh thần, cũng như những phương pháp chữa trị cho những khổ đau vật chất được áp dụng trong thế gian. Lúc trời nóng thì ta tắm, lúc trời lạnh ta đắp chăn, đói thì ăn, khát thì uống, có bệnh thì dùng thuốc. Đó là phương pháp của người thế gian để chữa trị những đau khổ và khó chịu cho cơ thể. Người lâm vào hoàn cảnh trên không chần chừ, cũng không viện cớ rằng trời nóng hay lạnh quá, hoặc đang quá bận phải làm chuyện gì khác, nên không quan tâm tới những đau khổ hay những khó chịu ấy. Điều đó là giống nhau cho tất cả, không chỉ riêng hạng người nào. Kể cả loài thú cũng như vậy, và ta có thể thấy chúng chiến đấu quyết liệt thế nào để sống sót. Pháp trau dồi tâm cũng vậy. Điểm khác biệt duy nhất là pháp này nhằm vào tâm, vốn là căn nguyên của mọi tiến bộ và suy thoái. Và vì đó là căn nguyên của mọi tiến bộ và suy thoái, tất cả mọi người đều cần phải lưu tâm đến. Tâm của người thế gian có đặc tính kỳ quái. Nó có khuynh hướng đưa vòi ra như con mực, đeo níu vào tất cả những gì có thể với tới và quyết định là cái đó có liên quan đến nó hay thuộc về nó. Cái đó đúng hay sai, tốt hay xấu, có lợi hay có hại. Tâm không mấy quan tâm và càng ít để ý xem mình có đủ sức đối phó với những cái đó không. Lắm khi những gánh nặng mà người tự nguyện gánh vác ấy trở thành những bài tập về nhà làm ta kiệt sức, mất luôn cả thời giờ ăn và ngủ. Hoạt động của một cái tâm khao khát hình như không có giới hạn, không ngừng nghỉ. Khi thân kiệt sức vì gánh nặng nó phải mang, nó khóc than xin được nghỉ, và sớm muộn gì nó cũng cần phải nghỉ. Nhưng tâm thì không được may mắn như thế. Tâm luôn bị chính tình trạng đưa vòi ra và với tới của nó quấy dày, cho đến khi ngủ nghỉ nó vẫn thao thức và bồn chồn xao xuyến trong các biểu tượng của giấc mơ. Không có phương pháp tiết độ sử dụng như cái phanh. Một cái tâm như thế tự mình càng chồng chất thêm đau khổ. Tâm có thể được gọi là sanh ra để làm chiến binh hay chiến sĩ liều lĩnh. Trừ phi thái độ của nó được giáo pháp sửa sai, cuộc chiến chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài mà không cần tính đến hậu quả, hay quan trọng hơn, một cách vô vọng từ kiếp này đến kiếp khác. Không có hy vọng đặt xuống gánh nặng mà nó tự nguyện gánh vác. Không có điểm nào của tâm được giáo pháp kiểm soát. Tâm có thể thành công trong việc tích trữ của cải, nhưng khi còn chưa nương tựa nơi giáo pháp, thì những đống của kia chỉ là những đống đau khổ, không bao giờ là kho tàng của hạnh phúc và an lạc. Tất cả những bậc trí tuệ đều đồng ý là giáo pháp bảo vệ cả của cải của con người cũng như bảo vệ tâm. Tâm của con người càng tuân hành theo đúng giáo pháp thì của cải của họ, nhỏ hay lớn, càng đem lại hạnh phúc cho họ. Không có giáo pháp, dù tiền của chất đống như núi cao, vẫn không đủ tạo hạnh phúc cho người làm chủ nó. Trong thực tế, tài sản vật chất chỉ là phương tiện hay dụng cụ tạo hạnh phúc đối với bậc trí tuệ. Chính tự nó không thể tạo bất cứ hạnh phúc nào. Tâm thiếu giáo pháp sẽ không có khả năng thu được hạnh phúc nào từ kho tàng vật chất. Trái lại, đối với tâm được đào luyện thích hợp và đầy đủ thì không đau khổ, không khó nhọc, không trở ngại hay sự dày vò nào có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến. Tâm có thể được rèn luyện đầy đủ đến mức thánh thiện và có thể giữ vững trạng thái trầm tĩnh, không lay chuyển, không bị khuấy động. Tâm luôn luôn hoạt động và không ngừng lo âu cả ngày lẫn đêm, năm này qua năm khác. Nếu đó là một cỗ máy, một chiếc xe ô tô chẳng hạn, nó đã trở thành một đống sắt vụn từ lâu. Không thể hy vọng
chữa một cái máy đã chịu tải quá nặng như tâm. Theo một nghĩa, tâm của con người cũng giống như cái máy, cần phải bảo trì, sửa chữa và bảo vệ khỏi hiểm họa. Và không có gì có thể làm các nhiệm vụ ấy tốt đẹp hơn là pháp trau dồi tâm. Đã nhận thức chân lý này, người có trí tuệ sẽ không lãng quên việc chăm sóc tâm mình như chăm lo bảo vệ kho báu quý giá nhất trên đời. Sức khỏe tâm linh không kém phần quan trọng so với sức khỏe của cơ thể vật chất. Để bảo tồn và làm cho nó thăng tiến, người có trí phải biết tình trạng sinh hoạt của chính tâm mình, biết những suy nghĩ và những cảm xúc của nó, phân tích rõ ràng điều lợi ích và điều bất lợi. Suy nghĩ và cảm xúc xấu, ác làm hại sức khỏe, làm suy giảm năng lực của tâm. Trong khi suy nghĩ và cảm xúc có lợi, tăng cường sức của thân và tâm nhờ ảnh hưởng an lành và thanh lọc của nó. Ta cũng phải suy niệm về bản chất tự nhiên của cái thân này. Với thời gian, ta có tin được là có cái gì mãi mãi xinh tươi và mới mẻ, hay chỉ là dấu hiệu thoái hóa và suy giảm tự biểu hiện rõ ràng? Ta có nên an tâm, mãn nguyện với nó không? Hay phải luôn luôn sẵn sàng làm giảm thiểu ảnh hưởng của nó trong tâm? Ăn năn hối tiếc, lúc lìa đời, không lợi ích gì. Đây là một ví dụ của việc trau dồi tâm, và trên thực tế là tự cảnh cáo, tự chỉ bảo và tự quan sát, phát hiện lỗi và khuyết điểm của mình để sửa chữa. Áp dụng phương pháp này lúc thiền tọa hay trong bất luận oai nghi nào khác, càng thường xuyên càng tốt, tâm sẽ lắng dịu và không bị sự tự cao về tuổi trẻ, sức khỏe và của cuộc sống đưa đi mất. Trong khi chứng nghiệm hạnh phúc, thanh bình, an lạc như thế, tâm ngưng việc tự hủy hoại với nỗi đau khổ chính mình đã tự nguyện gánh vác. Hành giả cũng trau dồi hạnh tiết chế trong đời sống và trong công việc. Những nguyên nhân làm hư hỏng đời sống tinh thần như cờ bạc, rượu chè, chơi bời, hút sách, vân vân, hành giả đều tự ý tránh xa. Có thể mô tả nhiều lợi ích khác nữa nhờ pháp trau dồi tâm. Nhưng thời pháp này cũng được giảng cho thiện tín cư sĩ, nên Ngài A-chan không mô tả chi tiết như khi dạy các vị đệ tử tỳ khưu. Những gì được trình bày trên trang giấy này đã được tự ý chọn lọc và trích lược. Nếu có lời chỉ trích, xin chuyển tới người viết, vì Ngài A-chan không biết gì về việc này. Được biết rằng, Ngài A-chan chỉ đề cập đến những pháp cao siêu khi dạy một nhóm đệ tử thân cận. Những gì được viết ra đây là tài liệu do một số đệ tử đã được Ngài hướng dẫn trong một thời gian cung cấp. Sách được biên soạn nhằm giúp ích phần nào cho những người quan tâm đến mảng này của giáo pháp và khích lệ họ thực hành theo phương pháp này xuất sắc và duy nhất thời bấy giờ. Phương pháp thực hành của Ngài A-chan là của người chiến sĩ cương quyết không thối chuyển, với lòng quả cảm bất khuất đương đầu với mọi trở ngại trong mọi hoàn cảnh. Hình như trong lối thực hành Dutanga cũng như những pháp hành khác, những vị đã được Ngài hướng dẫn và đào luyện, không vị nào được vững vàng cương quyết được như Ngài. Lối thực hành của Ngài và sự chứng đắc những thành tựu nội tâm quả thật trong thời hiện đại không ai bằng.